Em Thảo xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn Ngày hôm nay nhà vườn em chia sẻ cho cả nhà mình một cái dòng đai châu à, 4 năm tuổi để chúng ta chơi hoa lan Tết Đai châu thì có một số nơi người ta gọi là ngọc điểm hay gọi là nghinh xuân Và cây nhà vườn của em các bác nhìn đạo hôm nay chia sẻ cho các bác những cái cây rất là đẹp luôn Đây em sẽ đo cho các bác xem về cái độ dài của độ, độ cao lá của nó này Có lá được 4, nó chưa từ 4 cho đến 5cm rồi đó Đây, đấy ừ. Anh chị gọi nhìn thấy này đó em quay như này các bác có nhìn thấy rõ không Đấy Về cái chiều ngang của nó thì khoảng tầm 30cm Đây em kéo dài ra một chút Đây này khoảng tầm 30cm đó cây nào nó cũng đẹp hết luôn đây này lá mít và tất cả các cây em thảo đều chia sẻ cho cả nhà mình lựa lá à, cây từ 4 bốn cặp lá trở lên luôn đây em cho các bác xem này đây quay mặt cả, mặt sau nhá đây mặt sau đấy ạ và nhà vườn em ở trên lạng sơn có xếp hàng toàn quốc và được xem hàng trước khi nhận và sau một tháng nữa thôi là những cây này nó sẽ có nụ để chúng ta chơi hoa tết luôn đó các bác có nhìn thấy cây rất là đẹp luôn đây là cây đai châu lá mít xếp rụt em còn có một cái dòng đai châu lá bươn nữa bây giờ em sẽ cho các bác xem mặt hoa này và trong lô này có rất là nhiều mặt hoa như là hồng mỹ nhân này đây này cây màu đỏ này màu hồng này đấy có rất là nhiều màu sắc khác nhau luôn đây bò sữa này màu trắng này đó màu cam phượng hoàng này. Màu trắng này. Về cái thực tế em chia sẻ cho các bác sẽ là khoảng tầm 4 cặp lá. Năm ngoái là em còn chia sẻ cho các bác là với giá là 250 rưỡi một chậu. Ngày hôm nay, dịch giá em tri ân cho các anh chị là 165.000 một chậu. Bác nào mua 3 chậu trở lên thì em Thảo sẽ miễn phí ship cho cả nhà mình. Đó, từ 3 chậu nha các bác nhá. Đẹp lắm đây này. Tiếp theo là đai châu lá bươn của nhà em đây các anh chị xem đây ạ Rất là đẹp luôn, hôm nay em tri ân cho các anh chị Ngày trước bán 200 nghìn, giờ chỉ bán 130 nghìn thôi Đó, sau dịch như này là tri ân cho các bác luôn này So sánh giữa lá mít và lá bươn đây này Đó, cây lá bươn thì nó khoảng tầm 3 đến 4 cặp lá Và cây của nó là cũng sau một tháng nữa thôi là sẽ có nụ luôn nha các bác nhé Cây này là đủ tuổi nở hoa rồi Đây là cây à, được 4 năm tuổi rồi Và cái đường gân ở trên cái lá này nó hiện rõ rất là đẹp luôn Cây nhà em thảo tuyển chọn đó các bác Về cái bản lá của nó là cây của nó được khoảng tầm từ 3 cm cho đến 3 cm rưỡi. Đó nó nhỏ hơn lá mít một chút xíu. Em tri ân cho các anh chị là 130 000 nghìn ạ. Bác nào yêu thì chốt từ 3 cây em thảo miễn cước cho các bác luôn. À, về mặt hoa thì nó cũng giống như mặt hoa của cây phi điệp lá mít thôi. Đó bác nào yêu mến thì comment cho em thảo xin địa chỉ và số điện thoại. Em thảo sẽ ship cho các bác luôn nhé.